Mark One số 1 về Mark. Nhỏ, đẹp và thời trang, song MacBook 12 inch đã không còn nằm trong chiến lược sản phẩm của Apple nữa. Apple đã dừng bán chiếc MacBook này kể từ 4 năm sau khi giới thiệu đây là chiếc laptop mỏng nhẹ nhất trong các dòng MacBook. Hiện tại thì trên website giới thiệu và bán hàng của Apple, người dùng sẽ không thể tìm kiếm được thấy thông tin của chiếc MacBook này đâu nữa. Vậy, đâu là lý do và người dùng còn nên mua chiếc MacBook này ở thời điểm hiện tại nữa hay không? Hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay một chuyên gia Apple là Mr. Không Sợ Ném Đá, hy vọng sẽ mang đến các bạn những thông tin bổ ích. Còn bây giờ, intro nào! Tất cả các bạn, xin kính chào chuyên gia. Đầu tiên ấy, chỉ cho tôi xin hỏi, đâu là lý do chính mà Apple đã quyết định khai tử dòng MacBook 12 inch này ạ? Xin kính chào quý vị khán giả. Theo tôi thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ giữa việc ngừng bán và khai tử, bởi vì đây là hai khái niệm rất là dễ nhầm lẫn với nhau. Khai tử ấy thì là không được cập nhật những cái phần mềm mới trên các thiết bị cũ nữa. Tuy nhiên thì MacBook 12 inch hiện tại thì vẫn được cập nhật lên phần mềm mới nhất bây giờ là macOS 10.14. Còn cái việc dừng bán MacBook 12 inch ấy là do Apple đang tập trung hơn cho MacBook Air về cả phần thiết kế và hiệu năng. Và ngoài ra thì nếu người dùng muốn cơ động hơn nữa thì chúng ta có thể sắm cho mình những chiếc iPad Pro 12.9 inch hoặc là 11 inch. Thì lúc đó chúng ta có thể di chuyển lại dễ dàng hơn. Và đặc biệt là gần đây iPad đã được tích hợp thêm trackpad cũng như là keyboard, thì chúng ta có thể sử dụng nó như là một chiếc MacBook. Thế thì theo anh thì liệu việc dừng bán này có ảnh hưởng nhiều tới những người đang sử dụng MacBook 12 inch không ạ? Theo tôi thì hoàn toàn là không, bởi vì Apple vẫn cập nhật phần mềm trên MacBook 12 inch một cách bình thường. Ngoài ra thì thông thường vòng đời của một chiếc MacBook từ 7 đến 8 năm. Ngoài ra thì Apple sẽ không bao giờ đem con bỏ chợ đâu, tôi nghĩ như thế, bởi vì đây là một hãng lớn. Nếu mà làm như thế thì sẽ nhận được rất nhiều phản ứng từ người tiêu dùng và họ sẽ sẵn sàng từ chối các sản phẩm sau của Apple khi họ bán ra thị trường một lần nữa. Thế thì theo chuyên gia thì đối tượng nào ở thời điểm hiện tại vẫn phù hợp sử dụng chiếc MacBook 12 này ạ? Anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả ngày hôm nay được không ạ? Câu hỏi của anh thì rất là thú vị. Hiện nay thì còn rất nhiều người nên sử dụng cái chiếc MacBook này bởi vì nó có khả năng di chuyển rất là dễ dàng với trọng lượng chưa đến 1kg, có thiết kế đẹp này, có màn hình đẹp như là trên MacBook Pro. Vậy thì những người đi làm công sở vẫn có thể sử dụng chiếc MacBook này một cách rất là tốt, bởi vì iPad ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể nào mà thay thế được cho một chiếc MacBook. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thay mặt cho chương trình thì tôi xin dành tặng anh một chiếc MacBook 12 inch để anh có thể hỗ trợ anh trong việc checklist công việc, bởi vì chúng tôi biết được là nhu cầu di chuyển của anh cũng rất là nhiều. Tôi xin cảm ơn chương trình, tuy nhiên thì tôi xin được từ chối cái món quà này. Bởi vì vừa mới hôm qua tôi đã mua cho mình một chiếc MacBook 12 inch Line New, hàng lướt nhưng mà như mới, giá cả rất là phải chăng, như là ở cửa hàng Mark One 113 Hoàng Cầu. Một lần nữa xin được cảm ơn chương trình. Như các bạn đã thấy đấy, việc Apple dừng bán chiếc MacBook 12 inch này không ảnh hưởng bất cứ một điều gì cho người dùng ở thời điểm hiện tại. Vậy nên, nếu bạn đang có nhu cầu, đừng do dự, hãy sở hữu ngay cho mình một chiếc MacBook 12 inch này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.